Đầu tiên Dương hậu chúc các nhà hảo tâm trong nhà ngoài nước thật được sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay từ thiện bảy trao một phần quà 100.000 của em gái Trần Phạm Thị Phú Hoa Kỳ hỗ trợ cho người thất nghiệp khó khăn. Dương hậu thay mặt người nhà xin cảm ơn em, chúc em được nhiều sức khỏe. Số điện thoại của Dương hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.